Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam quý mến, hôm nay ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật của ông Hồ Chí Minh. Tôi xin đọc kính tặng toàn thể quý đồng bào với một bài thơ do tôi sáng tác với nhan đề Toàn dân học tập đạo đức Bác Hồ. Bài thơ sau đây của tôi muốn nhắn nhủ gửi toàn thể đồng bào chúng ta rằng, toàn thể đồng bào chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ lại, ông Hồ có cái gì để mà chúng ta phải học tập? Hồ Chí Minh có cái gì để chúng ta, toàn thể nhân dân chúng ta cứ phải học tập mãi mãi? Thế chả nhẽ học tập cái tấm gương đạo đức của ông Hồ Chí Minh để rồi toàn dân cả nước cứ mãi mãi phải xuất khẩu lao động, phải nô lệ tình dục sang đất nước Đài Loan, Ma Cao, Hàn Quốc, Nhật Bản. Toàn dân Việt Nam chúng ta thèm rõ rãi khi sang nước Hàn Quốc, khi sang nước Nhật Bản để làm gì? Chỉ để được đi nô lệ tình dục, đi làm ô sin, đi làm tiểu bạn. Thế thì trong cái đất nước của họ, chúng ta phải suy ngẫm xem đất nước Nhật Bản kia có một cái tấm gương gì, có một cái đạo đức gì để cho nhân dân nước họ học tập hay không. Thế tại sao đất nước Việt Nam chúng ta cứ phải học tập theo cái tấm gương đạo đức Bác Hồ Chí Minh để rồi đất nước mãi mãi phải đi xuất khẩu lao động? Thế chả nhẽ toàn dân Việt Nam chúng ta cứ phải học tập một cái tấm gương đạo đức ông Hồ Chí Minh để rồi toàn dân ngoan ngoãn cứ phải đi bầu cử hết nhiệm kỳ nọ đến nhiệm kỳ kia, chỉ có một đảng cộng sản duy nhất lãnh đạo đất nước, bầu cử độc đảng ra tranh cử? Chúng ta phải suy nghĩ như thế. Bầu cử độc đảng thì bầu cử để làm cái gì? Đã gọi là độc đảng thì không làm gì phải bầu cử. Độc đảng ra tranh cử thì bầu để làm cái gì? Mà đã gọi là bầu cử là phải tối thiểu cũng phải có hai đảng phái ra tranh cử đoàn hoàng, đấy là tối thiểu, không thì phải ba bốn năm đảng thì chúng ta hãng đi bầu cử. Còn không, một đảng cộng sản nhất khoát không đi bầu cử, đi bầu để làm cái gì? Đấy, chúng ta phải suy ngẫm như thế. Thế thì học tập đạo đức Bác Hồ để làm gì khi khẳng định chỉ có một đảng cộng sản duy nhất lãnh đạo đất nước Việt Nam? Thế chả nhẽ chỉ có một ông Hồ mới có quyền tự do thành lập ra một chính đảng cộng sản lãnh đạo đất nước Việt Nam suốt từ cái năm 1932 cho đến tận ngày hôm nay đây, đất nước vẫn cứ nghèo nàn lạc hậu, nhân dân vẫn lầm than. Chỉ có đảng cộng sản, con cháu của các ông lãnh đạo cấp cao, không có một ai phải đi xuất khẩu lao động. Thế thì chúng ta học tập được cái gì? Toàn dân Việt Nam chúng ta phải suy ngẫm lại. Thế thì sau đây tôi xin đọc kính tặng toàn thể quý đồng bào với một bài thơ: Toàn dân học tập đạo đức Bác Hồ. Học tập đạo đức Bác Hồ, cộng sản phát động tung hô suốt ngày. Thông tin đại chúng hôm nay, TV đài báo bậc thầy ngợi ca. Ngợi ca rằng Bác thật thà, đạo đức tốt đẹp bao la sáng ngời. Toàn dân nước Việt Nam tôi, ai ai cũng được học lời Bác khuyên. Rằng Bác như một ông tiên, báo đài cộng sản triền miên thổi phồng. Tất cả cho một ước mong, toàn dân ngoan ngoãn trong vòng đảng ta. Ích kỷ độc đảng thế mà, từ ngày có Bác đảng ta khoái nhờ. Nhờ vào đạo đức Bác Hồ để giữ độc đảng no cho dân lành. No sao dân mãi học hành, tin theo đảng Bác ma danh tinh đời. Ma danh lấy thịt đè người, ma danh đảng cấm dân đòi tự do. Gian manh đảng dở đủ trò, giữ chặt độc đảng mặt mo tới cùng. Làm cho dân quá hãi hùng, sợ đảng như cọp trong rừng chui ra. Sợ đảng y như sợ ma, thoáng thấy cảnh sát dân là sợ ngay. Sợ đảng như cướp ban ngày, lừa đảo trắng trợn mặt dày triền miên. Để rồi ăn bám sướng rên, đe dọa dân chúng phát điên hết hồn. Cộng sản bắt dân câm mồm, ai vả đòi ra đảng vào đồn công an. Thế là dân hết kêu than, nếu ai muốn sướng thì lệnh nịnh quan gian thần. Bác Hồ thương quá nhân dân, cho dân thửa ruộng để dân đi cày,
cho dân mãi cảnh nắng say, cho dân mãi cảnh tháng ngày bốc phân, cho dân mãi phải ngu đần để nhóm cộng sản trị dân muôn đời, cho dân lao động nước ngoài kiếm tiền nuôi sống độc tài giờ đây, cho dân mãi cảnh tù đầy lao động công rẻ tháng ngày chỉ đủ ăn, chất xám thì rẻ quá như phân, chảy máu chất xám chẳng cần nghĩ suy, miễn sao đảng cứ ngồi mì, ngai vàng độc đảng ngán chi chúng mày. Quan chức cộng sản tao đây học đạo đức Bác suốt ngày sướng rên, khách sạn nhà nghỉ triền miên, béo tròn rừng mỡ sướng điên thế này, dân khổ thì mặc kệ chúng bay, chúng mày rốt nát chúng mày khổ nâu, cộng sản bắt dân như trâu, đi cày ngoan ngoãn làm giàu đảng ta. Bác Hồ đạo đức bao na, dân tôi càng học thì ra thế này. Eo ơi cộng sản hôm nay càng nghiện độc đảng thì càng say Bác Hồ. Học tập Bác Hồ để làm cái gì khi toàn dân mãi mãi phải đi xuất khẩu lao động? Học tập đạo đức Bác Hồ để làm cái gì khi chỉ có một đảng duy nhất là đảng cộng sản được quyền ra tranh cử và được quyền mãi mãi lãnh đạo đất nước? Thế thì học cái gì? Là cái trò bố não bố nếu. Nó là cái trò bố não bố nếu thì mới khẳng định chỉ có một đảng cộng sản duy nhất mới ra lãnh đạo đất nước. Chứ phải dập ngay, phải bỏ ngay cái trò độc đảng, bỏ ngay cái một đảng lãnh đạo muôn đời muôn kiếp, nhân dân muôn đời muôn kiếp chỉ có khổ nhục, không bao giờ có sung sướng ngóc đầu lên được. Cá ngoài biển chết rồi, bây giờ cá biển chết thì muối làm ra từ biển, cái hạt muối đó là cái hạt muối độc hại sẽ gây bệnh ung thư mà sẽ cho các thế hệ kế tiếp mãi mãi, và nó sẽ cứ làm cho dân tộc Việt Nam chúng ta chết dần chết mòn. Thế thì độc đảng để làm cái gì? Học tập Bác Hồ để làm cái gì? Đạo đức Bác Hồ có cái gì để mà học? Tôi xin hết ý kiến. Mọi người thì quan sát xem tình hình như thế nào. 那么持续来带您看到反华暴动最严重的地区，在越南当然就是胡志明市了。我们深入了解这个地方，它是越南经济贸易的交通枢纽。胡志明市原本的名称是西贡，后来要纪念越南的传奇人物，也就是越南的国父胡志明，才改了名字。而这位带领越南脱离法国殖民的革命家，他在越南人心中的地位就像是毛泽东之于中国人一样，犹如天一般的崇高。 1969年9月2日，越南革命领导人胡志明与世长辞，上万越南人民当街痛哭流涕。这个蓄着白胡子、身形瘦小的老人，为何在越南有如此大的影响力？故事的起点要从一个小村庄说起。19世纪末1890年，胡志明诞生在越南一个小农村，取名阮生公。他的父亲虽然是一个老师，但胡志明却必须接受法语教育，因此在他10多岁时，反法的种子就开始萌芽。21岁时，胡志明登船当厨师助手，游历美英法等国家。这段期间的所见所闻，从此改变了他的人生。He said, I was with the lowest labor types in New York. There were blacks, there were Chinese, and they weren't quite as well treated as the Anglo-Saxons. But he said, you know, they could all vote. 1917年，胡志明移居法国，开启了革命之路。1919年，美国总统威尔逊到法国访问，胡志明认为机不可失，借机递交一份备忘录，期盼美国向法国施压，承认越南的自由与平等，却没有获得回应。胡志明失望之余，隔年在法国加入共产党，成为越南第一个共产党员。1924年，他辗转到了大陆广州，以中文名字李瑞担任翻译，展开革命活动。而也就是在这里，他认识了这一生唯一的妻子曾雪明。但一个越南革命家怎能爱上中国女子呢？
关于曾雪妮的存在，越南官方一律抹杀，因为这个女人是胡志明这一生最浪漫与悲情的不能说的秘密。 长相秀丽的曾雪明是医务所的助产士，她文静端庄的气质，胡志明一见倾心。当年曾雪明才21岁，嫁给已经36岁的胡志明，只是婚姻生活维持了仅仅半年，广州就发生4.12政变。胡志明要跟着苏联顾问要撤退，那么这个女的曾雪明，她呢又不好随身，就选择她不去，所以就没有跟着胡志明。 但万万没想到，这一别夫妻从此无缘再见。胡志明有这段政治婚姻之后啊，再也没有找过你了，再也没有结婚。1941年，胡志明回到越南，成立抗法根据地。1942年，越南独立同盟指派他到重庆会见蒋介石，争取外援。然而这一趟任务却害他差点没命。两个人找到那个担保箱的时候，就来到。 乡里头的警察查一查，是根本乱七八糟的证件一大堆。一大堆过期证件，胡志明立刻被当成间谍押到了广西。作为这个政治犯，就关在第四战区政治部军人扣。这一关不是几天而已，经过打听才知道，开口要押胡志明的，竟然是蒋介石。胡志明的同志只好向周恩来求救，请他设法救胡志明。你在广西关押。 这么有名的越南革命家，你不是家炮也广西嘛？就直奔蒋介石，在周恩来四处奔走下，才从鬼门关前把胡志明给救了回来，还把他被关押期间，编写了130首那个汉文诗啊，就编成了一本书，叫做。 1944年，胡志明被释放，踏上回国之路，再度推动革命。1945年9月2日，在10多万人民涌入下，胡志明宣布独立宣言，越南民主共和国成立。然而这个时候，法国并没有停止对越南的侵略，于是胡志明乔装北上，到北京寻求援助，随后更前往莫斯科，跟毛泽东、史达林商讨对策。 很快的话呢，就决定派出顾问团帮助越南抗法和建立政权组织。1954年奠边湖战役，胡志明领导的越南军队把法国军队打得落花流水，扭转了越法情势。 随后，在日内瓦会议上，胡志明再度取得胜利，越南终于脱离法国统治。但独立后没几年，胡志明领导的北越又遭遇了另一个难关。1965年开始，美国对越南发动战争，展开大规模的轰炸。胡志明再一次请求毛泽东伸出援手。毛主席说：“只要你打。” 只要中国有，要什么我们就给什么。毛胡之间展现中越兄弟情谊深厚，但民间却有此一说。原来毛泽东暗自担心他一手扶植的小老弟未来会做大反咬自己，于是在他未成气候前就把美女间谍曾雪明送到他身边。只是没想到这安排会是胡志明此生终身难忘的唯一恋人。 到底曾雪明与胡志明是真心还是假意？如今徒留一张照片跟无解谜团。 Thank you.
lớp này.